Chào mừng anh chị và các bạn trở lại với bản tin nhận định thị trường ngày 23 tháng 3 năm 2022 thì có thể nói với phiên giao dịch ngày hôm nay thì chúng ta vẫn duy trì cái quan điểm nhận định thị trường trong cái giai đoạn đi lên ở trong cái nhịp hồi và chiến lược là nắm giữ và có thể mua vào các cái cổ phiếu đặc biệt là các cổ phiếu kim cương. Đây là một số cổ phiếu kim cương anh chị có thể tham khảo. Thì trước khi đi vào nội dung chi tiết, rất mong anh chị và các bạn dành một chút thời gian để like và share video ủng hộ kênh phát triển hơn nữa cũng như là chia sẻ thông tin đến với những người quan tâm và đang có mong muốn học tập nâng cao kinh nghiệm về đầu tư chứng khoán thì đầu tiên bao giờ cũng vậy chúng ta sẽ phân tích từ thị trường chung với thị trường chung thì chúng ta có thể nhìn các cái chỉ số index vn index và vn 30 anh chị ơi thấy năm nay là một phiên mua vào khá là tốt khối lượng tốt và thậm chí mở gáp thì với cái phiên giao dịch ngày hôm nay thì nó cũng giúp tức là nó vẫn duy trì cái nhận định cũ của chúng ta ở các cái phiên trước anh chị có thể xem lại các cái nhận định ở những cái bản tin gần đây thì anh chị có thể thấy là kể từ ngày 17 tháng 3 này này là mình cũng đã có đưa ra cái kịch bản là thị trường trong cái nhịp hồi rồi anh chị nhé mình cũng có nói là khi mà thị trường ở trong một cái nhịp sideways khá là lâu như thế này thì nhà đầu tư nhỏ lẻ sẽ không còn sự kiên nhẫn nữa và thông thường sẽ bán ra một số nhà đầu tư có một số cổ phiếu chốt lời ở đây thì nhà đầu tư nhỏ lẻ cũng sẽ bị rũ ra rút ra khi khối lượng kiệt thì nó sẽ vào một cái nhịp mới và nó hoàn toàn theo cái kịch bản của chúng ta chứ không có một cái điều gì gọi là đi lên trong nghi ngờ nhé anh chị nhé ở đây không hề đi lên trên nghi ngờ mà, mà, nó theo kịch bản sát của chúng ta VN30 cũng vậy cũng khá là tốt khối lượng có sự gia tăng App Index và HNX Index thì vẫn khá là tích cực à, có một cái chỉ số mà mình cũng hay phân tích với anh chị là số lượng cổ phiếu tốt thì số lượng cổ phiếu tốt này tiếp tục nở ra là 249 cổ phiếu và điểm số bình quân thì đang đi lên và hoạt động trên ma 20 thì anh chị có thể thấy là vào những cái giai đoạn mà thị trường nó đang đi lên ấy, thì số lượng cổ phiếu tốt thông thường nó sẽ nở ra nó ra đến khi một nhịp rơi thì nó sẽ co lại xong nó lại nở ra co lại nở ra các anh chị nó thấy nó giống như là xoay chuyển của cái vòng chu dịch âm dương ấy. đấy thì các anh chị lưu ý như vậy nhé thì đầu, đầu tiên là thị trường xong đến thứ hai là các cái nhóm ngành nghề thì anh chị có thể thấy đây là các những cái nhóm ngành nghề mà mạnh thị trường chung này như, như ô tô này kim loại màu này bán lẻ này hóa chất xây dựng này bảo hiểm này bất động sản này dầu mỏ này khai thác than xuất bản công nghệ phần mềm nông sản chứng khoán và cung cấp nước sạch và thép à, thì anh chị có thể thấy là vào những thị đối với các cái dòng ngành nghề mạnh ấy, thì khi thị trường rơi thì các cái nhóm ngành nghề mạnh nó rơi ít hơn thị trường và khi thị trường đi lên thì nó sẽ lên mạnh hơn thị trường đó là cái tiêu chí mà giúp chúng ta tìm kiếm các cái ở nhóm ngành nghề mạnh ngoài ra chúng ta còn xem về đặc tính các cái hoạt động của các cổ phiếu các cái xu hướng của các cổ phiếu trong từng cái nhóm ngành với mức độ hoạt động tích cực cũng như dòng tiền để quyết định xem đánh giá xem dòng nào là dòng mạnh thì vừa qua đó là các cái dòng cơ bản là các cái dòng mạnh à, sau đó là đến các cái cổ phiếu thì các anh chị có thể thấy là cái cách nhận định của mình ấy, nó rất là ổn định các anh chị thấy nó rất là ổn định nó không xoay chuyển các nhà đầu tư sáng chiều nay là lên mai là xuống đâu anh chị nhé từ ngày trước tết là mình đã nhận định thị trường một cái nhịp đi lên đúng không ạ sau đó đến ngày 18 tháng 3 17 tháng 3 này mình có đánh giá thị trường đang trong một cái nhịp rơi chúng ta phải cẩn thận và rơi ở đây là rơi là rơi rũ nhà đầu tư nhỏ này đúng không ạ sau đó thì chúng ta lại có cái nhận định chúng ta quay lại thị trường xin lỗi mùng 8 tháng 3 chứ từ trước Tết cho đến mùng 8 tháng 3 là một cái nhịp rơi à, một cái nhịp lên sau đó từ mùng 8 tháng 3 cho đến 17 tháng 3 là một cái nhịp rơi sau đó là một cái nhịp hồi thì đó là nó cũng hoàn toàn theo cái nhận định kịch bản đấy chị có thể thấy là các cái nhận định đều rất là ổn định và logic bao giờ cũng vậy bởi vì mình xoay luôn xoay quanh ba thứ thị trường dòng ngành nghề và các cổ phiếu khi ba cái nội dung đó ba cái thứ đó nó bổ trợ cho nhau thì các hẳn để thị trường nó sẽ có cơ hội đi lên thì chị nhé thì đối với các cái cổ phiếu của ngày hôm nay nhận định cho ngày 23 ra sao thì chị có thấy là đầu tiên phải nói đó là các cổ phiếu mạnh nhất các cổ phiếu kim cương tốt nhất đấy thì chỉ thấy đây là các cổ phiếu slim dòng tiền nhé thì đây này đây là các cổ phiếu slim mạnh nhất nó là các cổ phiếu rất mạnh và thuộc những cái nhóm ngành nghề mạnh đấy tiếp theo là các cổ phiếu hoạt động mạnh nhưng mà nhóm ngành nghề thì yếu hơn thì là các cái cổ phiếu ok thì các anh chị lưu ý là đối với những cổ phiếu mà thuộc cái nhóm hoạt động tốt, Caslim này. Thì nếu thủng A10 thì chúng ta có thể xem xét là hạ tỷ trọng hoặc là có thể bán. Bởi vì sao? Bởi vì những cái cổ phiếu Caslim mà hoạt động tốt thông thường nó sẽ trên mà A10. Đấy. Còn hôm nay một số cổ phiếu vẫn cho chúng ta xem xét mua được, đó là các cái cổ phiếu kim cương mà khá là gần nền. Anh chị có thấy thứ nhất là HTG, thứ hai là PLP và thứ ba là VHC. Đấy tiếp theo là các cổ phiếu mà viết đây dòng tiền các cổ phiếu trong nền đó, hoạt động ok thì chỉ còn đích và NLG thôi các cổ phiếu cho để mua thăm dò ngày hôm nay thì mình không khuyến nghị nữa bởi vì hôm trước cũng khuyến nghị cổ phiếu mua thăm dò khá là nhiều rồi bao gồm ngân hà một vài cổ phiếu bất động sản szc hoặc là tiên phong banh các thứ thì đã khuyến nghị rồi thì hôm nay sẽ không khuyến nghị nữa thì nhé thì bây giờ mình sẽ quay lại ở đây thì mình sẽ lướt các cổ phiếu kim cương để cho các anh chị xem anh chị có thấy đây là các cổ phiếu kim cương mạnh nhất này tên nó là frt này cổ phiếu đang xuống lên phiên ngày hôm nay thì không đẹp lắm bởi vì nếu đẹp thì nó sẽ phải chỉnh uh, cao hơn cái phía này ở phía trên cơ thì đẹp hơn tuy nhiên là vẫn ok nhé anh chị nhé OGC Tôi mình sẽ đi ở đây cho các anh chị nhìn cho nó dễ Đấy, đầu tiên là đối với dòng bất động sản thì có NVT chạy rất là mạnh thì nắm giữ thôi không mua được nắm giữ thôi OGC ok nhé các anh chị nắm giữ không mua vì nó khá xa nền rồi DXG thì phiên hôm qua bùng nổ vượt nền, phiên hôm nay chúng ta cũng có thể mua được, nắm giữ ok. ASM ok, thì chúng ta chỉ nắm giữ thôi. Cổ phiếu này chúng ta cũng phát hiện ra anh chị nhé. HDG thì đây là bùng nổ vượt nền thì hôm nay thì nó là một phiên bán ra một chút nhưng mà vẫn không sao cả. Chúng ta vẫn có thể nắm giữ và có thể mua thêm được trong phiên ngày hôm nay. Đối với chứng khoán của cổ phiếu CSI thì đang chạy, Như nhé. Nhưng mà nó là diện bo cung, mang tính bo cung khá là nhiều không ưu tiên và thanh khoản khá là thấp Đấy. dòng hóa chất cơ bản thì có Đức Giang hôm qua là các anh chị xem lại kênh ngày hôm qua hoặc khuyến nghị hôm qua thì chúng ta có cho điểm mua của Đức Giang hôm nay tiếp tục được trần rất là tốt giờ TP thì đang cổ phiếu chạy nước rút xong rồi rơi xong rũ ở MA10 xong lại kéo lên như này khả năng nó mới chạy tiếp được các anh chị nhé PLP thì ok nó đang cổ phiếu kênh lên đấy trên nền hoạt động ok các anh chị nắm giữ và mua thêm được HCD thì phiên năm nay không đẹp lắm khối lượng cao gia tăng một chút nhưng mà như thế này vẫn ok vẫn nắm giữ được chúng ta không mua thêm thôi vẫn nắm giữ được Đấy, pass này là cổ phiếu đang đi lên cổ phiếu này thì cũng hơi khó đánh một chút bởi vì anh chị thấy nó cứ lên hai phiên hai một phiên nó lại xuống hai ba phiên nó lại lên một phiên xuống hai ba phiên thì cơ hội nó không nhiều nhưng mà nắm giữ và mua ít thì cũng được Đấy, có VHC là ok các anh chị nắm giữ và vẫn có thể mua thêm được City4 này cổ phiếu này thì hơi lỏng không ưu tiên anh chị nhé nhưng mà nó cũng vẫn trong xu hướng lên đấy Đấy, 9 thì đang chạy nước rút rồi Rất là mạnh anh chị nắm giữ được KDM nắm giữ được Không mua được nha anh chị nha Nắm giữ thôi HTN, HTN ok nhé Nó chạy được anh chị nắm giữ thôi Hút, hút đang chạy nước rút từ cái nhịp trước Thì anh chị nắm giữ thôi không mua thêm C4G là cổ phiếu đang đi lên ok nắm giữ ok không mua thêm nữa vì khá xa nền rồi ngoài ra các cổ phiếu không phải kim cương phía dưới anh chị có thể thấy nhất là DDG này ok này đi lên này nắm giữ được này TNH ok đi lên nắm giữ được này FIR đang đi lên nắm giữ ok này anh thấy KET ok nắm giữ ok này hát hát thì dòng vận tải nó đã không còn là dòng mạnh nữa rồi Tuy nhiên là với hai phiên vừa rồi thì có một phiên này thủng hôm qua dưới MA10 này hôm nay rũ bỏ MA10 đi lên thì nó lại là một tín hiệu khá là tích cực tuy nhiên là dòng bất động dòng dịch vụ vận tải thì nó không mạnh nữa thì chúng ta chỉ nắm giữ thôi nhưng mà cũng thận trọng OCH OK đang đi lên nhé nắm giữ OK nhé KLB OK nhé nắm giữ OK nhé CTF đang đi xuống lên nhé hoạt động khá là ổn ở trên này đấy nắm giữ OK HTG là OK rất là đẹp đồ thị đẹp đấy gvc ok nằm giữ ok anh chị nhé đấy, nvb ngân hàng này nvb đang bắt đầu nay bùng nổ rồi Nằm giữ ok nhé aib aib thì vẫn dưới nền trong nền hta thì hoạt động trên nền nhưng mà cổ phiếu này thì cái hình thái đồ thị thì nó không phải quá đẹp vẫn ok VTO thì đang mấp mé khối lượng kiệt dần thì có thể nó sẽ chạy được ở TTN này thì uh, hình thái nó không đẹp lắm và thanh khoản ít cái gì thanh khoản nó rất ít FRT, FRT thì phim nay không phải quá đẹp đúng không ạ nhưng mà nó vẫn ok nhé AGG à, này đang đi lên này cái chị nắm giữ được SKG giống như mình nói về cái dịch vụ vận tải này thì nó không phải quá đẹp nữa thành ra SKG với HAH thì xấu hơn các cái phiên trước đích đích chỉ đi lên từ cái nền này thôi nền nhỏ này cũng bình thường không phải đẹp nam là, là thế anh chị nhé thì đó là các cái cổ phiếu đẹp nhất thì hy vọng thì bản tin thì với mục đích chính là chia sẻ cho các anh chị một cái quan điểm một cái tư duy về đầu tư giao dịch cổ phiếu theo cái cách mà nó hiệu quả nhất và định lượng nhất và mình tin rằng chắc rằng nếu mà anh chị theo dõi kênh của mình cũng như mà giao dịch theo cái cách phân tích của mình thì từ Uh, theo các cái thông tin ở đây thì chắc chắn là anh chị sẽ có lợi nhuận chắc chắn nếu các anh chị mà giao dịch từ cái đợt sau tết âm lịch tức là từ ngày mùng 7 tháng 2 này, này ngày mùng 7 tháng 2 này đến mùng uh, 8 tháng 3 chắc chắn đợt này các anh chị sẽ đã tăng được nửa khoảng 30% 20 đến 30% và sau đó thì các anh chị cũng sẽ tránh được cái nhịp rũ bỏ từ ngày mùng 8 cho đến ngày 17 và sau đó có thể anh chị sẽ quay lại kịp thời giống như mình vậy nhé thì hy vọng là cũng giúp ích cho anh chị được cái đầu tư trong hoạt động đầu tư của mình. Nó không nhằm mục đích phím hàng đâu, nhưng nó sẽ nhằm mục đích là educate các anh chị một cái cách tư duy về đầu tư chứng khoán. Thì hy vọng anh chị tiếp tục ủng hộ kênh. Các anh chị subscribe kênh, nhấn nút quả chuông để nhận các cái bản tin cũng như chia sẻ kênh với những người quan tâm chứng khoán. Cảm ơn các anh chị.